Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào ở gần hai khu vực đó thì mình có thể liên hệ với số điện thoại là 0785888030. Số điện thoại em để dưới bên góc màn hình, mình có thể liên hệ số điện thoại đó để mình mua xe nha, rồi hoặc là tư vấn xe nào kiểu cho các anh chị ha. Rồi, một phút quảng cáo đã xong. Bây giờ tới cái việc mà Sachi Rider này, nhiều anh trai chị gái nó kiểu hỏi em rất là nhiều về vấn đề là Sachi Rider thì khi nào nó mới được ra mắt phiên bản 2024. Nói chung là nó ra mắt và tồn tại đâu đó cũng phải là 6-7 năm rồi anh chị ha, 6-7 năm rồi thì nó vẫn chưa thay đổi về thiết kế về cái mẫu mã này. Nhưng như cái dòng, tại vì một số anh chị nói là một số mẫu giống như là Suzuki GSX á, rồi GSX á, thì là đã bị ngưng sản xuất rồi. Ngày xưa lúc mà ra mắt cái hai cái mẫu xe đó nha, em cực kỳ mê luôn. Và khi mà nó ra mắt cái mẫu là Naked by GX150 á, trong phiên bản Sport nha, Naked á, thì em đã mua cái chiếc đó liền luôn. Em mua chiếc đó liền luôn. Và em đã có những cái hội nhóm ở Bình Dương chơi nó kiểu rất là thích cái mẫu xe nó cực kỳ luôn. Cái thời điểm mà 2012, 2013 nó còn là cái chiếc Raider Sun Cơ thì em đã thích cái mẫu Raider Sun Cơ rồi. Đấy, nhưng mà lúc đó thì vẫn chưa được mua. Thì khi mà mình được thay đổi một chiếc xe từ xe Tayga Apex, mình được thay đổi một chiếc xe gì đó, thì lúc đó em thấy được cái chiếc GSX mà 150 nó ra mắt trộn đẹp quá là mua liền. Nhưng mà một số người nó nhìn cái mặt não nó nhìn hơi bị xấu xấu nó kiểu giống như Raider Sachi, mọi người cũng hay có những cái định kiến về nó rất là nhiều. Bởi vì sao? Thì tại vì nó là gọi là xé gió rước gió và tai nạn quá nhiều luôn, gọi là tai tiếng rất là nhiều luôn. Đấy, nên là không phải là định kiến xã hội luôn, mà là những người nào phụ huynh có con mà muốn mua những chiếc xe mà dòng Sachi Rider Sonic này nọ kiểu thì người ta lại rất là sợ và người ta không cho mua. Và thời điểm sản xuất trước cái doanh số của nó rất là khủng luôn, mà bây giờ doanh số của nó thì bị trì trệ rất là nhiều, ế rất là nhiều luôn. Đấy, và bây giờ thì cái mẫu xe Suzuki GSX đó thì nó đang ngưng sản xuất rồi đó. Nếu mà anh chị nào muốn mua những mẫu xe đó thì mình nên tìm những cửa hàng showroom nào mà nó còn hàng á, bán ế còn hàng á, thì mình có thể mua những cái phiên bản đó ha. Đấy, và cái thời điểm em trải nghiệm chiếc Suzuki GSX đó thì em trải nghiệm được cái động cơ nó rất là ngon. Thứ hai nữa là cái dây sơn cùng một cái phân khúc với nó, thì mình nghĩ là giống như là những cái dòng xe mình không phải cùng phân khúc, mà những dòng xe Taycan lúc đó là Winner hay Exciter nọ kiểu ha, thì với Suzuki GSX của mình á, thì mình thấy cái dây sơn của nó nha, nó cực kỳ đã luôn. Thời điểm đó em chạy 30.000 km rồi, nhưng mà em chỉ tăng sơn đúng một lần và dây sơn nó không vũ không là nọ kiểu gì, dân chạy rất là ok. Tới lúc em bán xe luôn nó vẫn còn rất là ngon như dây sơn đó. Và tất nhiên là chăm sơn em tự chăm ở nhà rồi. Đấy, thì cảm cái cách chạy xe và cái trải nghiệm của mình và chiếc Suzuki GSX đó mình rất là thích. Và khi qua Rider và Sachi nó kiểu đúng, nó sẽ làm cho mình nó cảm giác gọi là rất là muốn xé gió. Đấy, nên là nhiều ai mà lên xe ngồi chạy mình lên bô nó kiểu là đi với xe này là sẽ rất là muốn xé gió luôn. Nên là mọi người hỏi em một câu là cái dòng xe này thời điểm sắp tới nó có bị gọi là ngưng sản xuất hay không? Đó, mọi người vẫn có một số anh em chơi cái mẫu xe này là người ta vẫn yêu mến và vẫn thích nó, và hỏi là có ngưng sản xuất hay không. Nếu như nha, quan điểm cá nhân của em, nếu như cái mẫu xe này mà ngưng sản xuất, nó sẽ giống như là những cái thằng ẹt mà 2010, 2013, 2014 vậy đó. Thì nó sẽ bắt đầu là có những anh em nào mà có xe này còn mới hay là chưa đi thành những cửa hàng á, em bảo đảm mọi người luôn, nó sẽ đổi giá. Sau này người ta sẽ săn đón và tìm nó rất là nhiều. Đấy, nó giống như những chiếc Nova vậy đó, thì người ta sẽ săn đón và tìm nó rất nhiều để chơi mẫu xe Hyper Underborn này. Thì cái sắp tới của nó nha, em nghĩ là trong cái năm 2024 và có thể là cuối năm á, thì em nghĩ là cái mẫu xe này nó sẽ không ngưng sản xuất đâu người. Nó sẽ gọi là giải tồn hết nó luôn, rồi nó sẽ mang một cái diện mạo mới. Thí dụ như là một cái con xe mà mã lực mà máy móc mạnh như thế này thì có thể là ra phiên mắt phiên bản mới, phải thêm cho nó hai cái phanh ABS trước sau cho nó an toàn một tí xíu. Rồi thì thêm ổ khóa smart key. Đấy, thì một những cái số mà linh tinh nhẹ như thôi. Còn cái mẫu mã như thế nào thì lúc đó thì mình phải đợi Suzuki cho trình làng nó như thế nào nữa. Mình nghĩ sắp tới là nó sẽ ngưng sản xuất mẫu này để nó có một cái mẫu mới dành cho cái tên Rider và Sachi nó hoàn hảo hơn, chứ không phải là bỏ cái mẫu này luôn nha mọi người ha. Đấy, và em nghĩ là cái chiếc GSX 150 phiên bản Naked và phiên bản Sport đó, nó cũng đang có gọi là Suzuki cũng đang có phương hướng là để cho mình đi một cái phương hướng gọi là những cái mẫu mới hơn này nọ kiểu, và bốc lửa hơn, hoành tráng hơn rất là nhiều. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ đi xong vào chi tiết cái chiếc xe, nói cho các bạn biết là những cái lý do mà một số anh em vẫn yêu mến cái chiếc xe mà Hyper Underborn này của Sachi và Rider, và mình cũng báo giá cho anh chị em luôn ha. Hôm nay là báo giá là Rider, Sachi và Sonic tại cửa hàng Thịnh Dưỡng Phát bên mình luôn.
Đơn giản sơ sơ một tí xíu ha. Thì đây là chiếc Sachia nha mọi người. Để anh em hãy đọc ngược lại đó. Rồi, thì cái mẫu xe này á, anh em thích nó ở cái chỗ là kiểu dáng của nó, vừa đi phố được, vừa đi tour được. Và khi mà anh em đổ đồ chơi lên á, tất cả những cái đồ chơi trên xe là nó được show up ra ngoài hết trơn, là anh em sẽ thấy được những cái đồ chơi rất là đẹp luôn. Đấy, nên là những cái mẫu như là Winner hay là Exciter nọ, kiểu anh em đổ đồ chơi lên em không phải đục đẽo, anh em phải làm này làm kia, nó nhìn có hỏng được, gọi là hoành tráng như lắm. Nhưng mà riêng những cái mẫu xe mà Sachia, Raider và Scenic á, khi mà anh em đổ xe lên á, thì nó được show up ở ngoài dàn chân nè, nhìn rất là đẹp luôn. Nó đúng không? Nếu mà anh em nào đã độ rồi, anh em cho mình một ý kiến như vậy ha. Đấy. Rồi, ngày xưa mình cũng hay quay mấy anh em mà đi xe Sachia Raider độ độ kiện á, mình có quay lên cho anh em xem nữa. Đấy. Thì chiếc này thì mình không có lắp bình nên là không thấy được. Cái mặt đồng hồ nó y chang như cái mẫu của Suzuki GTX, không khác một miếng gì hết trơn. Có đèn RPM. Để khi mình có thể tùy chỉnh được nha. Ví dụ như mình chỉnh ở cái dòng tua khoảng tầm 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 gì đó, thì khi mình chạy đến dòng tua đó nó sẽ bóp, nó phải sẽ chớp cho mình, để mình phát hiện là mình chạy đến ngưỡng nó khá là cao rồi. Đó, nên mình hạ tay ga xuống. Rồi, tất cả mọi thứ mà mình đánh giá cho cái mẫu xe Suzuki, bên hãng Suzuki làm về nó, tại vì mình biết xe không update được không? Tại vì nó đã quá hoàn hảo rồi, về động cơ, về máy móc, về cộng sơn, dây xích này nọ, kiểu tất cả mọi thứ nó làm đã quá hoàn hảo rồi. Thì bây giờ á, nó muốn nâng cấp lên thì nó cũng không biết nó nâng cấp lên cái gì nữa. Đấy, nó hãy update cái gì, nó không phải là như mấy cái hãng kia. Đấy, nó là khi mà nó tồn tại được khoảng 6-7 năm nay thì nó đã quá gọi là giỏi rồi người, quá gọi là giỏi rồi. Và thời điểm sắp tới mình nghĩ là Suzuki sẽ làm cho nó một cái mẫu mã diện mạo hoàn toàn mới luôn, để anh em sẽ ưng ý hơn, an toàn hơn khi sử dụng cái chiếc xe mang tên là Sachia Raider. Ok ha. Đấy. Rồi, bây giờ báo giá nha. Thì hiện tại á, cái mẫu mà Sachia này á, đây, Sachia là hàng nhập khẩu nha anh em ha. Hàng nhập khẩu nên là sẽ có cái đầu gắn badge biển số phía trên, phía trước của nó đó. Thì giá Suzuki Sachia thì phiên bản Indo ha là 51 triệu nha anh em. Còn đối với phiên bản của Việt Nam á, thì nó sẽ có mức giá là 44 triệu rưỡi thôi. 44 triệu rưỡi nha. Sachia sẽ có hai phiên bản, là một phiên bản của Việt Nam và một phiên bản của nhập khẩu Indo. Hàng Sachia Việt Nam là 44 triệu rưỡi, còn hàng Indo là 51 triệu nha. Giá đã bao gồm thuế VAT. Nếu mà xe là nhập khẩu thì mình báo cái giá đó đã bao gồm thuế nhập khẩu luôn rồi, chỉ còn thiếu cái giá lăn bánh thôi. Ok ha. Còn đây, Raider. Trời, hồi xưa là mình Raider Sachia là mình bán rất là khủng luôn và rất là nhiều xe luôn. Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc xe ở đây thôi. Đấy, lấy xe này thôi. Ở đây là Raider. Đó. Raider ha, thì hiện tại nó sẽ có mức giá là 47 triệu ha. Nó mắc hơn thằng Sachia Việt Nam là khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Đó, 47 triệu cho chiếc này. Chiếc này là chưa có tính tiền màu sơn nha, em bán màu zin thôi. Tiền màu sơn nữa. Đó, đồ chơi xe có lên cái gì đó thì lên. Trên này thì đã lên sẵn cái gương mà nó có cái tích hợp và đèn xi nhan cho nó luôn. Rồi. Sonic ha. Đây. Sonic là mẫu xe nó hiền hơn tí xíu so với Sachia và Raider. Rồi, Sonic ha thì hiện tại nó sẽ có mức giá là 55 triệu nha anh em, 55 triệu ha. Thì so với Sachia và Raider thì nó mắc hơn, nó mắc nhất luôn. Sonic nha. Honda Sonic đây. Tại vì mình đánh giá nha, cái mẫu Sonic này nhìn nó hiền hơn và cái bụng của nó cũng sẽ mập hơn và nó chất hơn, hình nó dài hơn, nó mập hơn, nó gọi là mập hơn đó. Nhìn nó hiền hơn, hài hòa hơn tí xíu. Dành cho những bạn nam nào mà cao hơn á thì mình không ngồi Sachia Raider hợp, thì mình ngồi Sonic này cũng sẽ rất là hợp luôn. Thì đó là giá mình bảo đã bao gồm VAT và thuế nhập khẩu nha. Còn đó là màu sơn zin nha, màu sơn độ thì em phải cộng thêm màu sơn độ cho mình nữa. Trả góp những cái xe này anh chị không cần đưa trước cho mình đâu, thì mình vẫn được hưởng mức lãi cực kỳ ưu đãi như đã đưa trước 30% rồi. Đấy, đưa 30% lãi bao nhiêu thì không cần đưa trước, lãi cũng y chang vậy luôn. Nhưng với điều kiện là anh chị không có bị nợ xấu, không có trả nợ trễ, nợ kiểu điểm tín dụng tốt, phải cực kỳ tốt thì mới được hưởng cái kiểu không cần đưa trước mà lấy xe về mà mức lãi thì mức lãi rẻ nha. Còn 50% thì mình được nhận cà phê các băng về. Còn ai mà nợ xấu thì mình khuyên anh em nên mua tiền mặt, hoặc là nợ xấu vừa thì mình mua đưa trước 30% là được mức lãi đẹp nhất. Còn mà 50% nhận cà phê gốc thì mức lãi nó sẽ cũng vẫn là cao nha, cũng vẫn là cao hơn 30% nha. Đấy. Rồi thì đó là một số cập nhật của em về dòng xe Sachia, Raider và Sonic. Anh chị đánh giá như thế nào về ba mẫu xe này, hãy cho em một bình luận phía bên dưới. Liệu nếu mà khai tử thì nó có giống như lời em nói là nó sẽ bị gọi là được săn đón và bị tăng giá hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới giúp cho em ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.